Phạm giàu cỡ nào. Sự thật không ngờ về tỷ phú Vương Phạm. Alo alo, chào anh em. Chào mấy anh em đã quay trở lại với BMG Khám Phá và tôi là Chuối đây. Chiếc này 2 triệu nè, chiếc này thì khoảng 1 triệu. Mình máy bay mình cứ nghĩ là nó mắc, thật ra cũng đâu đến nỗi mắc lắm đâu. Thường thường á là người ta đi coi đất xong rồi người ta mới mua đúng không? Còn Vương là Vương mua xong rồi Vương mới đi coi đất. Những ngày vừa qua, hình ảnh của anh chàng tỷ phú trẻ tuổi Vương Phạm đã làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội khi xuất hiện bên trong những video là tràn ngập mùi tiền của khoa pub. Cư dân mạng bắt đầu đổ xô đi tìm hiểu thông tin của đại gia đất Mỹ và phải châm chô nể phục khi biết Vương Phạm hiện đang sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm triệu đô và là ông chủ của một công ty công nghệ lớn với 200 nhân viên cùng doanh thu hàng tháng có thể lên đến 30 tỷ đồng. Vậy bạn có thắc mắc anh chàng Vương Phạm này là ai và sở hữu khối tài sản khủng đến mức nào không? Bí ẩn đằng sau sự thành công của vị triệu phú đô la này là gì? Bạn có biết Vương Phạm từng suýt bị trục xuất khỏi nước Mỹ hay không? Ngày hôm nay hãy cùng BMG Khám Phá tìm hiểu câu trả lời nhé! 1. Khối tài sản khủng của triệu phú đô la. Bất ngờ trở thành một cái tên nổi tiếng tại Việt Nam đầu những năm 2021 thông qua các video clip chia sẻ cùng Khoa Park, Vương Phạm, tên thật là Phạm Đình Quốc Vương hay còn được biết đến với cái biệt danh triệu phú đô la, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến và nể phục của nhiều người bởi khả năng kinh doanh tài tình và khối tài sản siêu khủng của mình. Lập nghiệp ở nơi xứ người khắc nghiệt và xa lạ, thế nhưng chỉ sau vỏn vẹn 5 năm thành lập với 2 công ty về lĩnh vực marketing và xây dựng, chàng CEO trẻ tuổi này đã có thể bỏ túi hàng triệu đô la và doanh thu mỗi tháng, nghiêm nhiên trở thành một trong những triệu phú trẻ tuổi và tài năng nhất Việt Nam. Bằng doanh thu, nghe thôi là đã thấy chóng mặt của mình. Thì không có gì lạ khi tuy chỉ mới đạt tới ngưỡng tuổi 30, nhưng Vương Phạm đã có thể sở hữu một cơ ngơi đồ sộ, khiến cho nhiều người phải giật mình thon thót và nể phục vì độ giàu có của anh. Trong một video gần đây được chia sẻ trên kênh Khoa Park, khán giả đã được một fan rửa mắt ngước nhìn với căn biệt thự cực kỳ xa hoa và sang trọng của ông chủ họ Vương. Nhìn sơ qua phía bên ngoài căn biệt thự, ta cũng có thể cảm nhận được mùi tiền phảng phất khắp không gian khi căn nhà nổi bật lên với thiết kế tân cổ điển, vừa mang nét phóng khoáng của thời đại nhưng cũng giữ trọn sự quý phái cổ kính mà không quá cầu kỳ. Chưa dừng lại ở đó, nếu như phía bên ngoài căn nhà khiến các bạn có những hình dung sơ khởi về sự xa hoa thì bước vào trong căn nhà, chúng ta sẽ được trải nghiệm thế nào là cảm giác có tiền chân chính. Theo Trần Khoa Park và Vương Phạm, ta có thể dễ dàng thấy được sự đầu tư khủng của anh vào trong những nội thất xa xỉ. Không những vậy, Vương Phạm còn xây hẳn hồ bơi và phòng xem phim riêng để phục vụ cho bản thân và gia đình. Anh chàng 9X này cũng tiết lộ, để có thể sống trong không gian triệu like như vậy, thì anh cũng phải bỏ ra số tiền triệu đô, cụ thể là 1,5 triệu, tương đương với 25 tỷ đồng. Sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc và cơ ngơi bạc tỷ, thế nhưng phương châm sống của Vương Phạm lại đặt sự đơn giản lên làm yếu tố hàng đầu khi anh quan niệm rằng tiền nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì một ngày cũng chỉ ăn 3 bữa, ngủ cái giường không quá 2 mét, có mái che trên đầu là Vương thấy đủ rồi. Chỉ cần mình thấy hạnh phúc với cuộc sống, không cần nhất thiết phải có quá nhiều tiền đâu. Ta cũng có thể dễ dàng thấy được lối sống giản dị của anh chàng này thông qua những video mà anh chia sẻ. Thay vì những chuyến du lịch đẳng cấp hay những con siêu xe giá trên trời, Vương Phạm chọn chia sẻ cuộc sống và những sở thích rất đỗi giản đơn của mình, chẳng hạn như chăn nuôi động vật. Nếu như là một người yêu thương động vật thì chắc hẳn các bạn sẽ muốn nuôi những động vật thân thiện, phổ biến như chó, mèo hoặc là cá tính hơn một chút thì sẽ nuôi báo sát, chim, côn trùng, vân vân. Thế nhưng tần sóng của những người có tiền có vẻ là rất khác chúng ta. Khi Vương Phạm chọn cho mình một con đường riêng trong việc nuôi những vật cưng của mình, khi anh đã sụp tay mua đất một khu đất rộng 120 hectare cò bay thẳng cánh, chỉ để nuôi đủ loại động vật, ngắm cho vui. Vâng, niềm vui nhỏ bé ấy của Vương Phạm đã đem lại cho chúng ta cả một khu rừng cổ tích với rừng cây, hồ nước, sông suối đầy thơ mộng, cùng với mức chi phí lên đến gần 2.000 đô để mua thức ăn cho các bé cưng mà anh nuôi. Bên cạnh đó, vị triệu phú giản dị này cũng chia sẻ rằng mặc dù bản thân sở hữu một căn biệt thự đẳng cấp, thế nhưng hầu hết thời gian anh đều muốn hòa mình vào thiên nhiên, sống giữa cái ôm của đất và gió. Thế nên anh quyết định sẽ cất một gian nhà nhỏ để thỏa mãn đam mê của mình. Quả là một tấm gương sáng cho lối sống giản dị cần được học hỏi đúng không các bạn? Nếu đối với nhiều người, YouTube là mảnh đất màu mỡ để kiếm ra thu nhập khủng, thì đối với Vương Phạm,
anh tuyên bố số tiền của YouTube chỉ là muỗi. Thế nên tuy là sở hữu tới gần 700.000 người đăng ký cùng lượt view cao ngất ngưởng, được dự đoán là sẽ kiếm về cho anh hơn 10.000 đô. Thế nhưng Vương Phạm quyết không bật nút kiếm tiền vì số tiền chẳng đáng là bao. Mục đích của anh làm YouTube chỉ để chia sẻ kinh nghiệm của mình để các bạn trẻ, các fan hâm mộ của mình biết cách kiếm tiền cũng như giới thiệu về công ty và các dự án của mình. Tuy nhiên, 30 chưa phải là Tết, phim hay phải đợi tới hồi kết. Chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa thể nào thể hiện được cái sự giản dị của anh chàng này. Mới đây, ông chủ của Fast Boy đã có một màn khoe xe đỉnh của Chop khi mà anh cùng với Khoa Park chi thẳng tay 250 triệu đồng để thuê riêng một chiếc phản lực đi chơi cho khuây khỏa. Và có lẽ áp lực của đồng tiền đè lên vai Vương Phạm đang có phần hơi nặng nề quá hay sao mà anh triệu phú này quyết định chi thêm hơn 175 triệu đồng để thuê luôn một chiếc xe tăng, bắn đạn thỏa thích và sảng khoái nghiền nát những chiếc ô tô cũ. Bay màu hơn nửa tỷ chỉ trong vài ngày, sự giản dị của Vương Phạm khiến cho nhiều người phải tròn mắt thán phục. Thế nhưng, không có con đường nào là trải sẵn hoa hồng. Để đạt được sự thành công như ngày hôm nay, Vương Phạm cũng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ và trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, vất vả trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Những khó khăn đó là gì và xuất thân của anh chàng này ra sao? Hãy cùng BMG khám phá tìm hiểu tiếp theo nhé! 2. Hành trình xây dựng đế chế cho riêng mình. Không sở hữu gia thế khủng, Vương Phạm vốn xuất thân từ một gia đình vô cùng bình dân trong xã hội. Khi học hết lớp 10, anh được gia đình chu cấp để qua Mỹ du học. Giống như bao người con xa quê khác, những ngày đầu sinh sống bên xứ người, cuộc sống của Vương vô cùng khó khăn và phải ở nhờ nhà của chú mình. Vì nguồn kinh tế của gia đình hạn hẹp, nên để có thể duy trì được việc học của Vương thì gia đình cũng đã phải nhiều lần bán đất để chi trả cho học phí cũng như là trang trải cho cuộc sống của Vương. Nhận thấy được những vất vả của gia đình, Vương Phạm quyết định phải thành công trên đất Mỹ. Chàng sinh viên nhiệt huyết bắt đầu hành trình kinh doanh của mình với số tiền đầu tiên kiếm về được lên tới hơn 1 triệu đô từ việc bán hàng online. Ban đầu chỉ đơn giản là Vương hợp tác cùng em họ bán game cũ trên eBay với mức giá 5 đô la. Nhưng bằng tầm nhìn của mình, anh chàng quyết định tăng giá trị sản phẩm lên gấp 7 lần, bán với giá 36 đô la. Chính nhờ như vậy nên Vương đã nhanh chóng thu được lợi nhuận với gần 5.000 đô la. Sau khi nhận thấy được tiềm năng của thị trường béo bở này, Vương Phạm tiếp tục nhập những sản phẩm khác về bán. Từng có con số thống kê rằng mỗi ngày anh thu về hơn 300 đô từ công việc bán hàng online. Sau một thời gian dài khởi nghiệp bằng việc bán hàng online thì cuối năm 2012, Vương Phạm tự mình đứng ra thành lập công ty riêng về lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật số lấy tên là Fast Boy Marketing. Và đúng như cái tên Fast Boy của mình thì tốc độ tăng trưởng và phát triển của công ty cũng vô cùng fast and furious. Và tính đến thời điểm hiện tại thì công ty của anh đã trở nên vô cùng nổi tiếng, cũng như tự hào được vinh danh và top 800 công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ năm 2019. Nguồn khách hàng khổng lồ từ khắp nước Mỹ trải dài đến các nước khác đã giúp cho Vương Phạm thu về trong tay mình doanh thu khổng lồ lên đến hơn 10 triệu đô la Mỹ, tức gần 250 tỷ đồng một năm. Thế nhưng có vẻ như Vương Phạm vẫn chưa hài lòng với kết quả này khi vài năm sau đó, anh chàng tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực mới và mạo hiểm hơn như kinh doanh địa ốc và bất động sản. Vẫy vùng trong thị trường béo bở này đã đem về cho Vương Phạm những phi vụ triệu đô có thể lên đến 50 triệu. Theo như Vương chia sẻ, công ty của anh sẽ mua những lô đất lớn, sau đó tận dụng những nguyên liệu và công cụ sẵn có để xây những địa ốc và sau đó bán để kiếm lợi nhuận. Ước tính mỗi căn mà Vương Phạm bán ra sẽ dao động từ 200 đến 350.000 đô. Tuy nhiên, theo chàng CEO này thì hiện tại anh chỉ là chú chim non, cần học hỏi nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn để có thể hoàn toàn sẵn sàng bước chân vào lĩnh vực đầy rủi ro này. 3. Đứng lên từ những vấp ngã. Bên cạnh thành công sẽ luôn tồn tại những thất bại, Vương Phạm cũng không phải là một ngoại lệ. Trước khi đến được với bước đường rực rỡ như hôm nay thì anh chàng sinh năm 91 này cũng vấp ngã đến 2 lần. Thời điểm còn bán hàng online, do còn non nớt và chưa tìm hiểu kỹ về pháp luật Mỹ, chàng triệu phú đô la đã bị cảnh sát bang khép vào tội trốn thuế cùng nhiều vi phạm pháp luật khác. Trong khoảng thời gian này, Vương Phạm đã nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực làm website. Một lần khác thì do còn thiếu kinh nghiệm nên anh đã làm thất thoát hơn 10.000 đô vì những sai lầm trong quá trình làm việc của mình. Mới đây, trong một video của mình, Vương Phạm đã chia sẻ về việc anh phải cầu cứu sự giúp đỡ của Hiếu PC khi công ty anh bị kẻ xấu đột nhập và phá hoại trang web của công ty. Việc làm này đã khiến cho công việc kinh doanh của anh bị đình trệ và tổn thất đến công việc kinh doanh của anh rất nhiều.
Tuy nhiên sau những thất bại như vậy, anh chàng này vẫn tiếp tục đứng dậy và ngày càng phát triển bản thân hơn nữa. Thật nể phục anh chàng này phải không các bạn? Giờ thì Chuối phải chào tạm biệt các bạn rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ủng hộ cho BMG Khám Phá một like, một subscribe và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tớ nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye!